Chúa theo Thánh Gioan, chương 10 từ câu 31 đến câu 42. Khi ấy người Do Thái lại lấy đá để ném Đức Giêsu. Người bảo họ: "Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm. Vì việc nào mà các ông ném đá tôi?" Người Do Thái đáp: "Chúng tôi ném đá ông không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì những lời nói phạm thượng. Ông là người lại tự cho mình là Thiên Chúa." Đức Giêsu bảo họ: "Trong lề luật các ông đã chẳng có chép lời này sao? Ta đã phán, các ngươi là những bậc thần thánh. Nếu lề luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh, mà lời Kinh Thánh không thể bị hủy bỏ, thì tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian, làm sao các ông lại bảo tôi, ông nói phạm thượng, vì tôi đã nói, tôi là con Thiên Chúa. Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra hãy tin các việc đó. Như vậy các ông biết và ngày càng thêm biết rằng Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha. Bấy giờ họ lại tìm cách bắt người, nhưng người đã thoát khỏi tay họ. Đức Giêsu lại ra đi sang bên kia sông Giô-đan, đến chỗ trước kia ông Giô-đan làm phép rửa, và người ở lại đó. Nhiều người đến gặp Đức Giêsu, họ bảo nhau: "Ông Gioan đã không làm một dấu lạ nào cả, nhưng mọi điều ông ấy nói về người này đều đúng." Ở đó, nhiều người đã tin vào Đức Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, khi đọc trang tin mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu không bao giờ nói suông. Nhưng lời nói của Chúa luôn đi kèm theo hành động. Lời yêu thương của Chúa luôn được chứng minh bằng một công việc cụ thể và đem lại lợi ích không chỉ phần thể xác, tinh thần, mà còn đem lại những giá trị lớn lao về mặt đức tin. Khi kêu gọi yêu thương, chính Chúa đã nêu gương yêu thương trước. Vì Chúa Giêsu không chỉ hành động hay yêu thương một mình riêng lẻ, nhưng Chúa còn hành động và yêu thương trong tình yêu thương của chính Chúa Cha. Nên Chúa Giêsu nói: "Tôi là con Thiên Chúa. Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy các ông biết và ngày càng biết thêm rằng Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha." Vì thế chúng ta thấy rằng tất cả những phép lạ là minh chứng đều không phải là con Thiên Chúa. Nếu không đến từ trời thì làm sao Chúa Giêsu có thể làm những việc lạ lùng ấy? Phép lạ hóa bánh ra nhiều, làm cho kẻ chết sống lại, dẹp yên bão tố. Một người bình thường làm sao có thể thực hiện những việc lạ lùng đó? Tình yêu nơi Chúa Giêsu lẽ ra đánh động được rất nhiều người Do Thái, vì họ là những người đã được tận mắt chứng kiến những phép lạ từ Chúa Giêsu. Thế nhưng họ không tin vào Chúa Giêsu, lòng họ trở nên vô cảm, chai đá trước ơn Chúa, cho nên ơn Chúa không đến được với họ. Còn chúng ta là những tín hữu, chúng ta được mời gọi phúc cho những ai không thấy mà tin. Chúng ta được chúc phúc là nhờ lòng tin của mình. Chúng ta được ban ơn là nhờ lòng yêu mến và niềm xác tín của mỗi người vào Chúa. Lạy Chúa, xin uống nắng quả tim của chúng con, để chúng con trở nên nhạy cảm hơn trước tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Amen.